Cái căn nhà trên cái lầu đó thì có một cái bàn thờ, mà bàn thờ đó là thờ những người khuất mặt khuất mày, cũng như là thờ những ông bà cha mẹ trong gia đình đó. Thì mới bước lên trên đó tí xíu nữa thì mình mở cái cửa ra thì mình sẽ dán là mình thấy thấy, thấy, thấy. Tình cờ mình thấy là má bất ngờ quá à. Ủa tặng bánh hả? À? Rồi ok. Trời thử ơi. một cái review cho đi ăn thử đi. Ủa cái này là Liao Xian Su. Quay cái mặt lại đi chị. Bánh là Quảng Châu á chị. Liao của Trung Quốc hả? Đúng rồi. Lưu Tâm. Lưu Tâm gì đó. Cái này bánh ngon quá ơi. Chữ này chữ Tâm hả? Tâm. Tâm nè. Trên là Lưu. Trong đây chỉ có chữ Vi. Chữ Vi nè đúng không? Ấy không phải chữ Vi. Chữ này chữ màu đau. Lưu Xin Xin. Cảm ơn chị nha. Nó còn nguyên hết đó chị, tại vì nó xúc cái đó thôi, nó còn nguyên hết. Không em, chị đã thấy còn nguyên, nó chỉ bị xúc nhẹ thôi. Đặc biệt ở trên đây có bụi nữa nè. Mọi người ơi, trên ngón tay của Rắc Cá Thi Chí tặng có bụi nữa. Nè, lớp bụi nè mọi người. Nhìn rõ nha. Lớp bụi trên tay nha, đồ này còn nguyên không ai đụng tới, lâu năm không ai đụng tới nha. Rồi, dạ đi Chí ơi, để chị coi đàng hoàng, chị review cho em Chí. Trời ơi, chị review kỹ quá. Để có thể kiểm tra lại nha. Đặc biệt nè mọi người. Có quá hạn không? Bánh này nè, nó đã bị xúc rồi, cho nên cái thiêu rất là bất ngờ. Đặc biệt cái thiêu không cần tháo gà dạ, con để mẹ review cho chú Chí con. Tiện lợi không, bây giờ đâu có thời buổi mà bây giờ người ta tặng đâu có thời buổi đâu, đâu có thời gian rảnh đâu mà xé ra. Tốn thời gian ở đây nè, biết sao mọi người, để lâu quá đó cái nó bị xúc ra, nó bị bung keo, cho nên bây giờ mọi người cần nhận đó nè, tự động bánh lọt ra đó. Và đặc biệt mọi người cũng không có bị tiếc rẻ cái sức làm biếng của mọi người, thì cho nên mọi người trước khi lấy mọi người chịu khó lau sơ cho em nha. Đặc biệt bụi sẽ nằm trên tay của mọi người. Chú ơi, chú cho đọc bụi. Con, về sau khi mọi người đã kiểm tra hết trơn thì mọi người lưu ý kiểm tra thời hạn giùm em. Hạn sử dụng nằm ở đâu đây? Dưới đích hả? Dưới đích đâu con? Không không, của mày là hết hạn sử dụng lâu rồi. Đâu? Thời hạn sử dụng đây, đây, đâu? Đây nè. À, 2020 tháng 7. Hết hạn. Đâu? 1 tháng 7, 2020. Chị. Không mà không biết đó ngày gì nha. Ôi, giờ nó ngày sản xuất. No. Bậy chị ơi. Chị thấy bụi và bị tự xúc là chị đã nghi rồi đó Chí. Không lẽ bán lao. Em đang tặng cho chị cái gì vậy Chí? Không có. Không nên. Mình là con người với nhau không nên đối xử vậy Chí. Em đi chùa nữa không có. Em đi chùa nữa. Không có. Nghe nó ngày sản xuất. Cái trái này là cái gì vậy chú? Trong cái bánh nó có, trong cái bánh nó có đúng không? Trong cái bánh nó sẽ có. Đây để các thi tích coi, tất nhiên trong cái bánh các thi. Bánh này nè. Cầm đi. Mẹ sợ quá con ơi, dạo này á mình được người ta biết đến, người ta thương yêu mình nhiều quá con. Ghê không? Cái bây giờ người ta định hạ độc để người ta chiếm ngôi của hai mẹ con mình. Chí ơi, dạo này em bị tụt view quá, bây giờ em ra câu view hay gì Chí? Chị đừng có phà em nha, chị đừng có suy nghĩ gì phà em nha. Đâu mẹ đưa con coi. Ôi nó thơm. Miếng bánh này nó vàng khè hả con? Nó thổi hai mẹ con. Ê, nó có cái mùi gì đó. Mùi gì? Mùi nhang. Không. Mùi giấy tiền vàng bạc. Đúng. Mùi này mùi cầu siêu nè. Chú muốn làm gì mẹ con mà chú cầu siêu mẹ con? Chú ác tâm quá vậy chú. Con người cưng rất là giả tâm. Không có em đi chùa các em quen. Con đừng móc túi mẹ con. Cái này con mới giả tâm nè. Đừng học cái này mới giả tâm nè. Dịnh áo được, dịnh người được rồi, đừng móc túi mẹ. Có chất bảo quản luôn. Thì bánh nào có chất bảo quản? Không, tôi thấy người ta nói là không chất bảo quản không. Đọc, nhỏ đừng ăn nha. Đọc quá con. Ý nói thật sự, mẹ là người thương con nhất đúng không, cho nên mẹ sẽ nhường con ăn trước. Con chết trước. Ăn đi con. Trời, lỡ nó có chuyện gì không ai đủ thừa được tôi nha. Sao ý rồi, sao rồi con, thấy cảm xúc như thế nào nè? Không thơm mùi gì nè. Thằng nhỏ lại bị đau bụng tiêu chảy, có triệu chứng rồi. Sao con? Chú ơi, con không ngờ chú là một con người rất tốt. Trời ơi, chú tặng chú cái bánh ngon ngon là ngon chú.
Ngon không con? Gì review nè, con ý là tới gì review nè, tới gì review nè. Đói bụng. Thơm mùi gì nè? Nó thơm mùi gì? Khoan khoan. Có chết trùng hưởng, có loạt trùng kia mà. Khoan, từ từ con. Té rồi hết đi té. Dũng bánh bí hả chị? Không, nó ngon bánh bí nữa. Im im, để các thầy từ động kiểm nghiệm lại. Cái của tà lon này, tấm tà lon. Cái này đâu, tấm của tàu. Ăn cái chịu đủ. Sao mẹ? Ăn cái nữa là đủ hà độc đó. Cái chưa thấm. Ủa chị Thi, chị review mấy cái, chị review một cái hả, chưa thấm hả? Xin lén qua đi với mẹ con. Chết chung luôn. Chết chung luôn. Khoan, con một cái đi. Mẹ. Để các Thi hỗ trợ cho YouTube người một cái nha. Đây. Rồi, cảm ơn. Hai đồng. Chúc phước cùng thưởng nha mọi người ơi, giờ còn một cái ý nãy hai mẹ con mình ăn rồi, mình sẽ chia ra cho hai anh YouTube ăn. Không, các thầy phải chia ra cho đều. Anh cha đầu chết, cá đầu diễn hình luôn nè, chết nữa không. YouTube có bề gì không đủ thừa các thi nha. Không sao đâu, nãy con ăn lên tiêu chảy rồi thấy nhức nhức đầu. Chỉ đầu chỉ đầu, nó bỏ trốn rồi, nó bỏ trốn rồi kìa. Đi, xuống đi, chú ép chồng quá nhỉ. Sao ăn vô nó ngon quá vậy chú? Trời ơi, con cái nết, bả cái nết mà. Chú ác cầm lắm. Ok đúng không? Ngon. Chú ăn cho con đồ ngon không à. Mẹ muốn nói gì với chị không? Chị cứ ăn đi. Em đợi. Bước đi. Bước bài cải lương đi chị. Bước bài cải lương. Chị hát chay mà nấu sao? Trăm năm tình thương trong cõi vô thường, mà lưu luyến quay điệu hò bài bản cải lương. Yêu chi rồi xa mê lắm đâu nhiều, yêu chi coi sâu u hoài giai điệu chừng ai. Đêm qua làm vua, công chúa cũng vàng, đời ban ánh đèn cho người nghệ sĩ cải lương. Thương câu tầm dâu, canh canh trong lòng, yêu chi coi lòng mơ. Quên mẹ rồi. Quên rồi. Cái câu chuyện mà các thi muốn kể cho mọi người nó thuộc về năm 1975. Thì trong cái câu chuyện đó đó, có một căn nhà quan. Thực sự là các thi lúc đó đó, các thi tưởng là nó sẽ là bình thường. Nhưng mà đến khi bước vô căn nhà đó đó, thì mình có một cái cảm xúc rất là ớn lạnh. Vì trong nhà đó có thờ một bàn thờ là hình của người đó, là một hình của người nữ. Và lúc đó đó thì từ từ mình bước vô cái căn nhà đó đó, thì mình thấy một cái phòng nó nhỏ thôi. Thì mình mở cửa ra, cái cửa nó có két á, cái mình mở ra từ từ cái mình mở ra, cái mình thấy ma. Rồi xong rồi đó, nhưng thật sự không có ma. Lúc đó mình đang tưởng tượng, lúc đó mình đang tưởng tượng là ma, chứ thật sự nó chưa có ma. Rồi từ từ mình vô cái phòng đó, thì mình thấy là mọi thứ nó cũng khoảng trống bình thường. Thì từ từ mình mới bước lên ngay chỗ lầu của nó. Thì cái lầu của nó có những cái vết mà dép của con người đi á, là nó có hai hàng. Để bước chân lên, cái bước lên cái lầu thứ nhất thì mọi việc nó rất là bình thường. Thì trên cái căn nhà, trên cái lầu đó thì có một cái bàn thờ, mà bàn thờ đó là thờ những người khuất mặt khuất mại, cũng như là thờ những ông bà cha mẹ trong gia đình đó. Thì mới bước lên trên đó tí xíu nữa thì mình mở cái cửa ra,
thì mình sẽ dán là mình thấy tình cờ mình thấy là má thêm một cái lực thứ hai nữa, nhưng hoàn toàn là mình đang tưởng tượng chứ nó không hề có ma nha mọi người nha. Thì đến khi lúc đó là mình cũng chưa thấy ma nữa, thì thực sự đến khi mà lên nhà đó rồi cái mình mới dòng xuống cái nền nhà cũ mình đi ra, rồi cuối cùng nhà đó không có ma. Cãi chê rồi, không có ma, nhà đó là nhà quan bình thường. Mọi người bị dụ rồi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Mọi người lại bị dụ nữa rồi. À, hi hi, đồ ngốc. Câu chuyện khác.